20 kg là gần hết quầy đây luôn á. Phó chủ tịch ta chơi. Ủng hộ em nhé, lâu lâu giúp em làm. Đặc biệt là chị Mai có đặt số lượng lớn như bánh mì rồi không bà cô chú, và đặt từ thiện á, ông bà cô chú anh chị và các bạn cũng có thể là liên hệ với chị Mai nha. Dạ. Quá khủng khiếp. Cái này là người ta tới lấy luôn hả Út Trân? Hay là mình ship? Ồ, mình ship luôn hả? Ship 20 kg nè, 20 kg heo quầy. Chắc là hôm nay nhà này có tiệc gì rồi. Lấy ra vừa vừa được lấy mỡ hết. Hai mươi ký heo quay nha ông Bảo, buổi sáng chốt buổi sáng cho khách đặt online. Đây đang cắt từng miếng này. Heo sữa, đặt heo sữa. Đúng rồi, heo sữa là 30 này con. Dạ, thôi. Rồi tiếp tục 20 kg nha, tiếp tục. Đưa qua bên kia cho tiếp. Đưa qua cho. Chốt tiền. Chú ơi. Chốt tiền chú ơi, chốt. Tiếp tục 20 kg nha bà cô chú. Sáng nay chị Mai chốt 20 kg heo quay mới sáng sớm mà. Đây em gái này cũng là cao thủ số 1 trong làng heo quay ha. Bán ở 6 trần quý.
ký heo quay buổi sáng. À anh shipper tới luôn hả? Anh shipper tới luôn nha ông bà cô chú. Ông bà cô chú cứ đến không được cứ gọi điện cho chị Mai. Ship tận nơi luôn. Anh khách anh đang shipper đang đứng chờ rồi kìa, 20 kg bút chân đơn chặt. Út Trân là Út Trân là chủ quầy heo quay Kim Mai ở bên chợ Thiết. Hai mươi ký nhưng mà chia bao nhiêu phần Út Trân? À một và nửa ký hả? Hai mươi phần. Dạ dạ chị em tới em nghe chị. Để em coi đại có người ta có đặt tiền nha, chỗ này có mấy trắng. À. Ủa vậy là cái này riêng hả, hả, hả chị chung luôn hả? Dạ em thấy để tưởng em để riêng chứ. Ba phần nửa ký nữa. Dạ nghe chị cầm tiền đó chị. Ông bà cô chú anh chị và các bạn á, mà muốn thưởng thức heo quay á, mà buổi sáng á, là thường ở địa chỉ 189 là Lily bán với chị Tâm, buổi chiều á, là chị Mai với Kim Ngân, còn ở trong chợ á, là chị Hiền, dạ. Còn ở 46 Trần Quý á, là Út Trân nè. Đó. Hết luôn 20 kg chúng ta lấy sạch hết luôn, thêm một giỏ chú Thành mới vừa đem ra nữa. À. Tiếp tục mà. Ủa 20 qua chú. Dạ. Ba phần, ba phần nữa, nửa ký nữa là đủ. Hay quá ta, chặt đúng nửa ký luôn ta, đúng là tay nghề siêu đỉnh luôn á, ông bà cô chú. Thấy không? À, từ nãy là Út Trân là chặt là nửa ký không á nha. Dạ. Một miếng nửa ký, một miếng nửa ký đó, từ nãy chặt á, cái miếng nào mà nó to hơn thì bạn sẽ giọt ra một xíu. À. Nhưng mà từ nãy chặt lên nửa ký không á. Cái này nè chị, em chưa đếm cái này là 16 phần tổng. À.
ba ổ 15. Rồi anh shipper đang đứng chờ nha. À chia ra nhiều loại hả? Chia ra nhiều miếng à? Nhiều miếng khác nhau. Anh chế bờ đang đứng chờ ở ngoài à, đưa tiếp cho đó. Bốn lạng hả chị? À, cái bốn lạng là riêng đúng không? Cái nửa ký thì chặt nửa ký, cái bốn lạng chặt nửa ký. Đếm luôn thiếu xong rồi qua mới công chạy lại.